phía trước à, để mình xem coi phía trước là cái gì đây. Phía trước thì cái bảng chỉ dẫn ở trên là ô tô được đi hai làn nha, xe gắn máy cũng được đi hai làn luôn, nếu mà xe gắn máy mà muốn rẽ trái được đi hai làn, xe ô tô cũng được đi hai làn luôn. Thì cái làn ngoài thì ai muốn rẽ thì đi cái làn bên ngoài, còn ai muốn đi thẳng đi làn bên trong nha. Giờ tôi đang đi thẳng này các bạn ơi, nên tôi sẽ đi cái làn bên trong. À, cái làn bên trong này thì lại được phép đi thẳng này các bạn. Ok, đấy, cái làn này mình được phép đi thẳng đây. Hello, ây da, chú này không chịu qua đường luôn, cứ đứng yên vậy. Rồi, mình đi thẳng nha. Khu này là ngã ba Trị An. Mình mới đi ngang qua là khu ngã ba Trị An nha các bạn. Rồi, vừa ra hết khỏi khu dân cư. Bây giờ cái tốc độ này của ô tô là mình có thể lên được 90 km/h. À, nếu nó có cái vạch lương giải phân cách cứng nè thì mình lên 90 nha các bạn. Còn nếu mà nó giải, nó chỉ là vạch lên thôi thì mình chỉ đi được 80 nha các bạn. 80 á, ô tô nha, tôi nói ô tô nha. À, để cho các bạn biết, các bạn vượt qua tốc độ. Rồi. Xã Bắc Sơn ha. Đây nó thuộc về huyện Trảng Bom rồi các bạn ạ. Đây là thuộc Trảng Bom rồi các bạn. Đầu xe bạn trước bên tay phải, bạn để ý nè, bạn này cấm quay đầu xe, cái đoạn này không được quay đầu nha. Ẩm thực sinh thái Palette, Palette, Palette chất làm yêu cầu Palette. Chỗ này không được quay đầu xe nha các bạn, ô tô không được quay đầu xe nha. Đây góc này đây, bạn phải đi thẳng tiếp nha các bạn. Lừa nãy họ có mở một cái lối có nhỏ, nhưng mà lối này chỉ dành cho xe gắn máy băng qua đường được thôi, còn ô tô thì không được băng qua. Rồi phía trước mình đang tăng tốc lên, phía trước là gì đây, thấy xe đi chậm chậm không biết nó là nguyên nhân gì. Phía trước có một cái chiếc xe tải nó đang lên dốc, nó lên không nổi các bạn. Xe tải màu đen các bạn thấy không? Đó. Thì mình sẽ đánh xi nhan qua phải, qua cái này làn đường xe gắn máy để mình vượt nó nha các bạn, tại nó đi chậm quá. Mình sẽ đi chung làn với đường xe gắn máy. Wow. Khu này thì hình như là cũng đang là do hôm nay thứ bảy người ta đi lễ các bạn. Người ta đang đi lễ nên đâm ra rồi cũng băng qua đường, nó cũng hơi đông đó. Ok, mình qua cái thằng xe tải này rồi. Xe container đó, xe này là xe container chứ không phải xe tải đâu. Đặc biệt đó là khi các bạn mà muốn chuyển qua làn xe gắn máy, các bạn nhớ để ý cái gương chiếu hậu nha. Mình chạy xe thì mình có đạo đức nghề nghiệp một chút xíu. Mình sẽ đánh xi nhan đá từ 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 cho xe gắn máy nó làm chủ được tốc độ đằng sau, nó còn giảm tốc độ nha các bạn.
chứ các bạn nhiều khi mấy cái tài xế mà chạy ẩu quá bắt khách các bạn, không phải mình chê anh em với nhau cả, cùng lái xe bắt khách á, thấy khách với vậy cái là tấp vô cái bọc xe gắn máy thì sao nó thắng không kịp, nó chúa vô hồi luôn đó. Thì cái đó mình vi phạm luật giao thông, các bạn phải có cái đạo đức nghề nghiệp lái xe đấy. Thì tôi hay lái xe trong thành phố thì tôi hay đi MFM 91 MHz, cái chương trình FM VOV giao thông các bạn. Đó, hồi nãy cái thằng xe gắn máy nó mới vừa đi lên vượt bên trong làn ô tô với con lươn đó bạn. Cái đó là chạy ẩu đó. Nếu mà cánh tài xế xe tải, ô tô, xe khách nó mà thấy thằng này đang vượt lên mà vượt vượt ẩu á, nó lách ra là kẹp dí cái thằng xe gắn máy chết trong cái con lươn luôn các bạn. Đó, do đó nên những ai mà xem được clip này á mà đi xe gắn máy thì thôi đừng có dại nhé các bạn. Ok, bây giờ tới cái nút giao này á các bạn, là quan trọng cực kỳ nè các bạn. Nếu bạn đi dầu dây các bạn rẽ trái nha, còn ai mà đi về ngã ba Vũng Tàu thì các bạn rẽ phải nha các bạn. Cái nút giao thông này các bạn nhớ để ý giùm cái nha. Đây. Ai mà đi về dầu dây sẽ rẽ trái đi hướng này, còn nếu mà ai mà muốn đi về Vũng ngã ba Vũng Tàu quay ngược lại thì đi theo cái hướng này ha. Chỗ này cẩn thận nha. Tôi giờ đi về dầu dây, tôi rẽ trái, đang dừng đèn xanh lên đó. Mình đang rẽ trái các bạn. Thì đây là mình vô cái địa phận của Thống Nhất rồi các bạn. Thống Nhất rồi. Thì bên tay phải của các mình đó là các bạn là con đường mà đi vô Thái Nhân Đền nha các bạn. Đó. Thì phía trước có cái dốt đèn xanh đèn đỏ đó, thì nếu ai mà đi 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 về Thái Nhân Đền là mình rẽ phải nha các bạn. Đi về khu du lịch Thái Nhân Đền đó. Đó. Đây. Thì ngay cái ngã ba đèn xanh đỏ này là mình rẽ phải về Thái Nhân Đền nè. Đi thẳng thì mình đi về dầu dây tiếp các bạn. Thì cái khúc mà dầu ra đèn vàng thôi. Thì cái khúc này á có một đoạn là cấm vượt nha các bạn, có một đoạn là cấm vượt ngay khúc mà vừa qua cái trạm cân đó các bạn, trạm cân trạm bom á. Vừa qua trạm cân thì các bạn để ý nha, có công an giao thông họ hay đứng nha. Hồi xưa thì tôi không bao giờ thấy đứng, mà hôm vừa rồi cách đây đây hơn tuần thì tôi thấy là có chốt công an đứng ở chỗ đó.